1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox tất cả những món bánh kẹo Nhật Bản mà mình đã được tặng. Ta-da! Và đây là đống bánh kẹo mà mình đã được tặng nè. Nếu mà được thì mọi người hãy follow TikTok của bạn ấy để chờ xem vlog đi Nhật nha. Rất rất là cảm ơn luôn, mãi yêu. Trong đây thì vừa có bánh kẹo mà cũng có thêm một số mỹ phẩm nội địa Nhật Bản nữa. Trời ơi, thích thiệt sự luôn ấy. Nhìn bao bì bắt mắt dễ sợ. À đúng rồi, mọi người nhớ follow Insta của mình nha. Còn đây là page Facebook. Giờ thì mình sẽ lấy ra để unbox hết cho mọi người xem nha. Món đầu tiên mình sẽ unbox đó là mỹ phẩm. Mình sẽ unbox cái son này trước để mình son cho nó đỡ nhợt nhạt. Đây là son Roman màu 35 và nó chỉ có độc quyền tại thị trường Nhật Bản thôi. Ở Việt Nam thì có thể order được nhưng mà giá nó sẽ hơi cao. Giờ thì mình sẽ dựng lên hết những món bánh kẹo này để đếm với lại chụp thêm thumbnail luôn. Trời ơi, thiệt sự luôn á, nhìn đống quà này vui vui lắm luôn á, yêu dã man. Chuẩn bị đếm món nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tổng cộng ở đây là 21 món nha mọi người ơi. Thôi còn ly mì nữa nhưng mà mình lười inbox quá. Nếu mà mình xiên thì mình sẽ ghép vô lại sau. À, chưa kể mỹ phẩm như kem chống nắng, son dưỡng, son bóng. Trước khi unbox thì mình sẽ test luôn cây son Sezen của Nhật. Cây này là bạn mình kiểu mua đại thôi nhưng mà ai ngờ là nó hợp ý mình lắm luôn á. Mình không có trông chờ cái màu này luôn nhưng mà không nghĩ nó đẹp thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng unbox. Rồi đồ ăn đồ uống đầu tiên. Milk water. Nó không có gà. Ngon. Này ngon. Vị hơi sữa mà cũng hơi soda nhưng mà nó lại không có ga. Mà cái này uống lạnh nó sẽ ngon hơn nha. Cái này nó có vị giống giống Nutribullet. Ủa giống không? Thấy giống không? Thấy giống Nutribullet không? Chưa hả? Món đầu tiên của chúng ta là cái bánh đào này nha mọi người ơi. Mình di chuyển mạnh quá cái nó lỡ dính vô tùm lum hết trơn. Ê, cái mùi giống bánh trung thu á. Đúng rồi, y chang. Đừng có rớt nha. Ngon nha, nhìn đẹp quá trời, màu đẹp quá. Ê, nó mềm lắm luôn á. Ờ, y chang bánh trung thu thiệt. Ê, cái lớp bông của nó mềm. Ở trong nó có nhân cứng nè. À không, có cái nỉa nè mọi người. Sắn ra cho mọi người xem cái nhân ở bên trong nha. À, nát luôn rồi. Nhưng mà thôi đó mọi người. Ê, ngon quá. Cái mùi đào rất là ngon luôn á. Nhưng mà mình để cũng lâu rồi đó. Cái này là cũng một tuần. Ừ, chính xác là một tuần luôn rồi đó. Mình để một tuần rồi đó. Kiểu nó ngọt nhưng mà nó không có quá ngọt gắt đó. Nó ngọt nhẹ ngon. Ngon. Ngon ngon. Miếng đào ở trong mà xíu ở chút xíu ở như hạt nha đam vậy. Ngon quá. Rồi bánh tiếp theo. Ta-da. Ui cái này nhìn đẹp thật sự luôn á. Nhìn nó giống như hoành thánh vậy á. Ý là cái nhìn nó giống hoành thánh vậy á. Nhưng mà cái nhân là nhân ngọt. Rồi mình sẽ unbox tiếp cái này. Mình đoán nha, màu hồng này là vị đào. Cái này chắc là vị thơm. Cái này là chocolate. Còn đây là matcha. Cái này là chắc chắn 100% là matcha luôn. Kiếm cái gì? Ôi, nghe mùi bột không à? Nó rất là mỏng manh người ơi. Mình sợ nó rớt. Vị gì trời, không biết nữa nhưng mà mình đang thấy nó giống vị đậu đỏ. Chắc vậy thôi nha, mình cũng không biết nữa. Vị tiếp theo, thôi màu trắng đi. À, mấy cái bánh này kiểu nó dẻo nhưng mà bên ngoài nó có một lớp bột nữa. Cái này mùi lão.
Ê, mấy cái này ăn không đoán được vị luôn á. Không biết vị gì hết. Rồi tiếp theo mình đoán là vị sô-cô-la. Thì không biết có phải sô-cô-la hay không. Cái này khó đoán quá, không đoán được. Ê, không phải sô-cô-la, nó là mùi quế đó. Nó là cái mùi quế đậm luôn á. Ê, lạ quá ha, mấy bánh này lạ quá. Hình như kiểu nó là đặc sản của vùng nào á. Mà cũng được. Mấy bánh này, à đúng rồi, mấy bánh này ăn chung, ăn xong rồi uống với trà thì nó sẽ đỡ hơn. Tại vì nó hơi ngọt mà cũng hơi bột. Rồi cuối cùng chắc chắn là matcha. Cái này phải là matcha thôi. Cái này mà là vị khác nó là chịu luôn á, mình không có biết. Rồi matcha nha mọi người. Mỉm rồi. Đúng rồi matcha nhưng mà nó hơi đậm. Này biết rồi, matcha nhân đậu đỏ, biết ngay luôn, cũng được luôn. Quà của bạn mua mình rất là quý nha. Rồi tiếp theo đây là bánh táo nha mọi người ơi. Mình thấy là cái lớp ngoài nó ngon, tức là những cái giòn. Cái này chắc là ngon. Ừ, cái bánh này nó ngon nha. Ngon thiệt sự luôn á. Nhìn cái bao bì của nó mình không nghĩ là nó sẽ ngon. Ngon. Rồi tiếp theo là bokki mọi người ơi. Bokki hoa anh đào sakura. Trời nóng quá xong rồi cái nó chảy ra hết trơn rồi. Đây là bokki hoa anh đào sakura matcha. Ở cái cây, cái phần mà sakura dưới này nè, ăn thấy nó cũng không có vị gì hết trơn. Mình không có ăn được wasabi. Mở sao ấy nhỉ? Wow. Và mình sẽ lấy một cái wasabi. Thôi được, cứ ăn thử đi ha. Matcha thì matcha tất nhiên là mình sẽ thích hơn rồi. Còn wasabi thì mình chưa ăn thử ha. Giờ mình sẽ thử. Thôi matcha trước đi nha. À, chảy tè lé rồi. Đây, ở trong đây nó sẽ có hai cái thanh như thế này. Không biết sao nha, nhưng mà Kit Kat bình thường là mình ăn cũng đã rất là ok rồi. Nó nhiều sữa chứ nó không có nhiều mùi matcha. Nó hơi béo á. Nhưng mà nói chung là mình ăn cũng hợp, cũng được. Cái này để lạnh ngon hơn. Đây là mình để trong vali á, đợi quay. Nên là đâu có tủ lạnh đâu. Rồi bây giờ tới wasabi nha. Ơi, wasabi này nó còn nguyên nhẹ nha mọi người ơi. Đẹp nha, màu đẹp. Màu nhẹ lắm luôn á. Nó không có đậm như cái matcha lúc nãy. Nó có mùi wasabi. Đúng là cái mùi wasabi luôn á. Nhưng mà nó không có cay thôi. Tức là kiểu nó sao ta, nó hơi nồng lên. Mà nó có sữa nữa, tự nhiên wasabi mà có sữa vô nó kỳ kỳ á. Nó gọi là cái hậu vị, cái lúc mà xuống cổ rồi á, cái nó có mùi wasabi. Nhưng mà nói chung là quá đẹp, quá xịn. Rồi, tiếp theo là bánh chuối nha. Trời ơi, nó có một cái loại bánh chuối mềm hơn mà bán ở sân bay của Tokyo á. Nhưng mà tại vì bạn mình không có đi ngang nó nên là không có mua được. Thì có bánh chuối này. Là cookies chuối nha. Hai loại, màu nâu và màu trắng. Thì trong bánh chuối này nó sẽ có hai vị nha. Mình thấy đây là nó có hai vị, màu nâu và màu trắng. Giờ mình sẽ thử cả hai luôn. Giờ màu trắng trước nha, thấy nó sắp chảy ra hết tới nơi rồi đó. Nó sắp chảy ra hết. Ê, tự nhiên nó tắt ra luôn rồi. Ấy là nó còn lại một nửa trong này. Ôi, mùi chuối thơm lắm luôn á. Ngon quá hả? Ê, bánh chuối ngon nha. Cái bánh này nó nhạt lắm. Rồi, mình đã lấy ra được cái lớp chocolate rồi. Không, ngay cả cái bánh quy thôi nó đã có mùi chuối rồi nha. Sô-cô-la ngon á. Ngon, quá ngon. Có một loại bánh chuối ở Thái Lan rất là ngon nhưng mà mình chưa có dịp đi mua. Khi nào mình đi Thái thì mình sẽ mua cho mọi người xem nha. Xong mình sẽ làm unbox bánh kẹo Thái Lan. Làm sao để lấy mà nó không có bị dính vợ. Cái này chắc là bị chocolate rồi.
Nhưng mà không biết sao mình thấy mấy cái mà có sô-cô-la trắng thì nó lại ngon hơn. Mình không thích sô-cô-la đen bằng. Sô-cô-la trắng vẫn là ngon nhất nha. Đây là món mà mình cực kỳ thích luôn. Trời ơi, đây là cái món mà tôi yêu thích nhất. Khoai tây potato. Nó cũng có một loại nữa, khoai tây pokuru. Pokuru đúng không ta? Ở sân bay luôn. Nhưng mà tại vì không có mua được nên là không, mà nó cũng cùng hãng với cái này à. Nói chung là mình thấy là vị của nó cũng y chang nhau thôi. Cái này nó khác những cái loại snack khác là kiểu nó là cái sợi khoai tây như là real ấy, mà vị nó cũng giống như là khoai tây chiên thiệt luôn nha, chứ nó không phải là như snack á. Cái này mình siêu thích ăn luôn, mà kiểu nó hơi mặn. Ngon nha, trời ai đi Nhật là phải mua cái khoai tây của hãng này, trời rất là ngon. Tiếp theo lại là một sipola. Sô-cô-la màu hường. Á, à, nó tách ra sẵn rồi nên là mình sẽ ăn thôi. Ê, nhưng mà hình như là nó có bánh quy ở dưới á. Bánh quy ở trên nó là lớp sô-cô-la. Hơi mềm nha. Mùi dâu thơm quá. Ủa trên đây còn giá nè, 131 yên. Là tầm bao nhiêu? 20-30 nghìn gì á. Nói chung là đâu đó tầm 15-20-30. Cái này ngon nè, có bánh quy đỡ ngán. Chứ sô-cô-la không cũng hơi ngán. Mà mùi dâu rất là thơm. Thử hai loại pocky, đó là pocky mình đã ăn của một hãng của Thái Lan, rồi ăn một hãng của Hàn Quốc rồi. Hàn Quốc ngon nha, Hàn Quốc là cái vị Việt Quốc ngon. Bây giờ mới là lần đầu tiên mà mình ăn pocky của Nhật luôn. Đó là như là nè, nó là gì nè mọi người, mình thấy không? Đây. Xong rồi nó có cái rãnh ở giữa nè. Thôi mình xé thử nha. Ơi được miếng à. Ta. Một cái cây như thế này nó sẽ có thêm mấy cái hạt dâu ở ngoài nữa. Ngon nha. Nói chung là ok á. Nó cũng không khác mấy cái loại cốc kia thường là mấy đâu. Matcha nha. Ơi cái bao bì đẹp quá. Ê mình thích cái này. Vị trà xanh rất rất là đậm luôn nha. Siêu đậm luôn. Đây cái khoai tây lúc nãy mà mình nói. À mà nó như kiểu bánh hành của Việt Nam. Nó đầy cái bịch luôn á. Mình mở ra mình bất ngờ luôn tại vì nó quá nhiều. Mình tưởng đâu là cái sợi khoai tây nó cũng sẽ giống như cái khoai tây Chagabi lúc nãy, nhưng mà nó lại là cái sợi như kiểu bánh hành của Việt Nam á. Vị thì cũng mặn mặn, nhưng mà mùi bột là nhiều, không có nghe mùi khoai tây. Cái này kiểu ngồi coi phim ăn cho vui thôi. Và tất cả những sản phẩm trong video này mà mọi người xem á, nếu mà có những món mà ở trên Shopee có thì mình sẽ gắn link cho mọi người tham khảo nha. Thôi mình sẽ unbox nốt những cái cuối nha. Ta-da! Đó chính là kẹo sô-cô-la hạnh nhân. Thì sô-cô-la matcha hạnh nhân. Cái này mình thấy ngon quá nên mình ăn trước mất tiêu rồi. Nó chỉ còn lại có mấy viên thôi. Nhưng mà nó mắc nha. Một túi như thế này là 1,000 mấy trăm yên á, là tầm 200-300 nghìn Việt Nam á. Sô-cô-la trắng rồi phủ ở ngoài là bột matcha, ở trong nhân nó là hạnh nhân. Cái này nó ngon, nó không có tí mùi sữa nào luôn, chỉ có sô-cô-la trắng và bột trà xanh thôi, nên là kiểu nó nguyên chất mà ăn nó ngon. Đây là cái phô mai mà mình xem cái video của chị Chloe Nguyễn. Mình thấy là chị đã rate cái này cao điểm nhất, nên là mình cũng muốn ăn thử xem như thế nào. Nó như kiểu là sandwich kẹp cheese. Thì ở lớp giữa là cheese nè, còn hai lớp ở ngoài cùng nó sẽ là sandwich nhưng mà nó rất là mỏng. Cái phô mai này nó mặn mặn. Thật ra thì nó giống như con bò cười á, nhưng mà nó đặc hơn và nó mặn mặn thơm. Nói chung kiểu cái này mình sẽ ăn khi mà mình uống cái gì đó. Ừ, nhưng cũng được. Lâu lâu ăn cũng thấy ngon lắm á. Yay, và tiếp theo đó là kẹo hai chiêu. Cái này ở Việt Nam cũng có, nhưng mà bên Nhật nhìn cái bao bì nó lạ quá nè. Để nhìn nó bao bì soda. Cái
cái vị đào. Rồi mùi đào thơm nha, thơm cái mùi soda lắm luôn á, mà ngon, mềm, xốp. Ngon. Một điều đặc biệt là gì không? Là trên bao bì của bánh kẹo Nhật Bản lúc nào nó cũng sẽ đổ bên trong, lúc nào nó cũng sẽ giống hình hết trơn á, ngay cả kích thước luôn nha. Rồi, tiếp theo là bắp rang bơ. Không biết phải bắp rang bơ không, nhưng mà kiểu nó giống vậy á. Ở trong nó là cái gì nè. Kiểu snack thôi, nhưng mà là vị matcha. Nhìn bao bì đẹp quá ha. Biết rồi, để gian bánh gạo luôn, nhưng mà nó có thêm một lớp matcha ở ngoài nữa, ăn rất là ngon. Ngon. Rồi cuối cùng là hai em nho này, cả hai đều là vị nho. Và đây đã là hai em cuối cùng trong chuyên mục unbox của mình rồi. Cái này nè, mình đã có up video ở trên TikTok rồi á. Này chua nha, nó rất là chua. Ơi, nó chua mà mỗi lần ăn vô nhăn mặn, nó lười ăn quá, nó cắn miếng thôi nha. Kiểu như là không, nó giống kẹo dẻo. Rồi nó chua thiệt luôn. Ở ngoài nó có một lớp đường nè, nhưng mà nó vẫn chua nha, không thể nào mà nó hết chua được đâu. Cuối cùng là cái này, hy vọng là đừng có chua nữa nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái này nó sẽ ngọt, hy vọng vậy đi. Ở ngoài nó vẫn có một lớp đường nữa nha. Rồi nó chua hơn cái kia nữa, nó chua điên luôn á. Ủa sao mấy kẹo này lại chua nhờ? Còn nó giống kẹo dẻo vậy đó, kẹo dẻo chua. Còn cái này thì nó xốp xốp, nó xốp xốp. Hai cái này nó cũng, nhưng mà nói chung là nó chua như nhau rồi. Thật ra thì đến cuối cùng mình rất là muốn unbox cho mọi người xem cái ly mì này, nhưng mà bây giờ mình no quá rồi nên mình không thể nào ăn được nữa. Rồi, và chuyên mục unbox của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye.